Xin chào cô chú, anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 6 2019 thì vườn lan Cường Huệ có bán một cái hàng cân, hàng kiều tím miền Trung, hàng cân nha mọi người nhé. Tại vì sao là những cái này thì rất ít khi vợ chồng em bán hàng cân. Tại vì là chúng em mua về nhập về chủ yếu là để lên vườn và bán cho mọi người những cái giò nó đã thuần khỏe để cho mọi người chăm sóc. Rất nhiều cô chú anh chị em có hỏi là tại sao là những cái lan của nhà em về, mua của nhà em về thì bộ rễ nó phát triển rất khỏe đấy, cây nó rất nhanh hồi đấy, rất đẹp và nhanh thuần, bộ rễ ra nó khỏe, rất nhiều rễ đấy. Thì hôm nay em mới gọi là lần đầu tiên mà cũng là vừa là chia sẻ cho mọi người một cái lô kiều tím miền Trung thì vợ chồng em đã qua xử lý ngâm zirumin này, nước vôi trong này và tất cả các loại kháng thể để cho cây lan trước khi ghép lên giò cho nó được khỏe và nhanh thuần đấy. Thì đây là một lô cừu tím miền Trung thì dự định vợ chồng em là cũng lên giàn, nhưng là hôm nay em sẽ bán cho mọi người, mọi người sưu tầm với giá là 350.000 một cân, 350.000 một cân. Và toàn bộ những cái này thì vợ chồng em đã xử lý trong vòng một tuần rồi, một tuần trời. Nó dường như là tất cả các loại lan vợ chồng em lên trước khi lên giò thì đã xử lý hết các giá thể trong vòng một tuần. Và khi lên giò, nói thật với các bác là khi lên giò thì chỉ trong vòng tuần đổ lại là bắt đầu cây nó hồi, cây hồi và rễ nó ra rất nhanh chóng, bộ rễ nó rất khỏe luôn đấy. Đấy là thường nhà em đây, đã xử lý được một tuần đấy. Hôm nay là rất đặc biệt nhá, tại vì thường những mọi người bán hàng cân ấy thì mọi người chỉ là mua về sau là chỉ cắt tỉa qua thôi, cắt tỉa qua sau là bán cho mọi người, bán cho tất cả các cô chú, nhưng các cô chú về lại phải là xử lý lại và trước khi ghép thì lại phải xử lý. Bác nào chưa có kinh nghiệm thì ghép lên nó rất lâu hủy cây và nó nhanh, lâu thuần, lâu ra rễ. Nhưng mà hôm nay video đặc biệt thì em sẽ bán cho những cái lô mà vợ chồng em đã xử lý trong vòng một tuần để chuẩn bị lên giàn. Nhưng mà sẽ chia sẻ cho mọi người cừu tím miền Trung nhé. Hàng đã cắt tỉa đây, cắt như là các bác về chỉ có việc là ghép lên thôi. Đấy, ghép lên để chờ nó ra rễ để bón phân ngoài nữa thôi. Đấy, phân trâu, phân dê, các loại phân. Đấy, cắt hết gọn gàng hết rồi. Và những cái nào lùm xùm có thể chúng vợ chồng nên cắt tiếp. Giá là 350.000 một cân. Đây. Đây còn một lô này nữa. Lô cừu tím miền Trung, cái này là em đang xử lý thuốc đây. Đấy. Vợ chồng em cứ phải xử lý trong vòng tuần, sau treo khô ráo các thứ xong thì mới bắt đầu ghép nhá. Cam kết với các bác là các bác mua những cái dòng này của em về thì ít nhất chỉ trong vòng tuần là cây nó sẽ hồi, hồi và ra rễ rất ngon lành đấy. Rất ít khi vợ chồng em bán hàng cân. Hôm nay có một lô kiều tím miền Trung thì mong mọi người ủng hộ, mà cũng là đặc biệt đấy, lô này đặc biệt tại vì là đã qua xử lý hết rồi. Cam kết với các bác là về là chỉ việc ghép lên và bộ rễ và thân nó sẽ hồi rất nhanh, chỉ trong vòng tuần là đã có rễ ra bám rồi. Đây đấy, ví dụ như những cái giò cáo này của vợ chồng em, bộ rễ thì nói gì thì nói nhưng mà bộ rễ mà nó ra khỏe thì cây lá phát triển nó mới tốt được đấy. Có thể ăn qua lá hay là ăn như thế nào, ăn qua thân lá thì cũng, nhưng mà bộ rễ, chủ yếu là bộ rễ nó khỏe thì cây lan sẽ phát triển tốt nha mọi người. Đấy, những cái giò của nhà em là rễ nó ra rất khỏe. Đây như cái các giò này đây, vợ chồng em cũng chỉ có mới ghép được tầm
10 hôm mà rễ nó đã ra này thôi. 10 15 hôm rồi. Đấy, rễ nó ra kinh. Rễ ra cái là nó hút chất dinh dưỡng cùng với mình bổ sung phân bón lá cho là nó hồi cây nhanh lắm mọi người ạ. Nhá. Em nhắc lại nha, cái lô kiều tím miền Trung của em đây là 350.000 một cân nhá. Đấy. Đây là một chia sẻ là cái giống mà để vợ chồng em lên già, và kinh nghiệm vợ chồng em nó nằm hết ở đây. Trước khi lên già thì mình xử lý như thế nào thì nằm hết ở đây, thì mọi người mua về chỉ cần cần ghép thôi, không phải xử lý cái gì nữa. Rồi, đây hôm nay em thực hiện một cái video ngắn, thì mong mọi người ủng hộ nhá. Chúc tất cả mọi người, toàn thể gia đình mình một ngày làm việc an lành, tốt, vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn ạ.